Cậu là người sở chỉ huy quân sự cũ rồi, sao lại phá hoại hiện trường? Khi đó xe tôi gặp chút sự cố, không nghĩ quá nhiều, tôi lấy xe của họ để quay về. Người tổ chức bây giờ tổ chức càng ngày càng ngông cuồng rồi, cậu nói xem. Phải, ngay cả người của phòng hành động mà cũng dám giết. Chúng tôi có thể đi chưa? Đi thôi, tôi phái người đưa cô về. Không cần đâu, đói cũng đói rồi, đi ăn chút gì đi. Tôi mời hai người, tôi cũng muốn đi. Làm phiền phó sở trưởng rồi. Phó sở trưởng chắc chắn còn có rất nhiều công việc phải làm. Chúng ta đừng làm lỡ việc của ảnh. Không có đâu, cơm cũng phải ăn mà. Hơn nữa, công việc làm hoài cũng không hết được. Làm không hết được. Có đi không? Đi chứ. Tôi nghĩ chúng ta nên lập tức dừng đối phó sở chỉ huy quân sự. Trung Quốc có câu tục ngữ, lấy trứng chọi đá, nhưng không đấu được với quan. Trung Quốc còn có một câu tục ngữ, nhận tiền người ta thì phải làm cho người ta. Các cậu chưa nghe qua sao? Bây giờ chúng ta từ võ sĩ trở thành kẻ lang thang. Không có quốc gia, không có tôn chủ. Nếu chúng ta mất đi danh dự nữa, vậy chúng ta không còn gì hết. Nhưng chẳng lẽ chúng ta vì tiền mà hy sinh tính mạng sao? Tôi nói lại lần nữa, không phải đều là vì tiền, mà là danh dự. Còn vì tính mạng, từ ngày Thiên Hoàng tuyên bố đầu hàng thì mạng của tôi đã bay theo gió rồi. Tôi thấy các cậu cũng nên như vậy đi. Đối với việc đọ sức với sở chỉ huy quân sự trong lĩnh vực tình báo thì họ chưa từng chiếm thượng phong. Vậy thì bây giờ việc đọ sức với họ, chỉ cần chúng ta còn ở đây thì còn phải tiếp tục. Dạ. Nào nào nào, ăn nhiều chút đi. Cơm của phòng hành động của chúng tôi như thế nào? Cơm của phòng hành động là ngon nổi tiếng trong sở chỉ huy quân sự mà. Trưởng phòng Mạnh, cậu cũng phải ăn nhiều một chút. Cậu nằm dùng ở Diên An nhiều năm như vậy, chịu không ít khổ sở. Vì lợi ích của tổ chức, chịu chút khổ sở như vậy có là gì? Có một chuyện tôi muốn thỉnh giáo cậu một chút. Cậu nằm dùng ở Diên An nhiều năm như vậy, cậu hiểu bao nhiêu về tổ chức ngầm của tổ chức chứ? Phó sở trưởng Phan khách sáo rồi. Các tổ chức ngầm của tổ chức được phân bổ ở nhiều nơi, do những người khác nhau lãnh đạo và không liên lạc với nhau, nhưng tất cả đều nằm dưới sự chỉ huy thống nhất của Diên An. Vậy trong tổ chức đó có cao thủ dùng dao không? Dao? Không có. Chưa từng nghe qua. Không có. Sao có thể chứ? Theo ý của cậu là đám huynh đệ chúng ta đều không phải do người của tổ chức giết sao? Anh là chủ quản phòng hành động, thấy nhiều cảnh hơn tôi đã thấy, và suy nghĩ cẩn thận hơn tôi. Tôi chẳng qua chỉ là... Được rồi, được rồi. Đây có phải văn phòng đâu. Hai anh mệt cả ngày rồi, còn nói việc công gì chứ? Tùy tiện nói chuyện thôi mà. Trưởng phòng Mạnh từng làm đặc vụ chìm ở Diên An, cậu ta hiểu tình hình hơn tôi, có phải không? Phó sở trưởng Phan, tôi cảm thấy không giống do tổ chức làm. Giết mấy người chạy việc bên ngoài có ý nghĩa gì đâu. Đúng vậy, không có ý nghĩa gì. Đúng ha, mà cũng không đúng. Hành tung của những người đó chỉ có người trong cục mới biết được. Sát nhân làm sao biết chứ? Là anh ta cố ý nói như vậy. Cao Chí Hoa lập tức hiểu ngay. Nhưng Phan Cửu Dương vẫn muốn dẫn cậu ta vào trong vấn đề nằm dùng, nhằm để tương kế tự kế, quay giáo đánh lại. Nội gián, chắc chắn là có nội gián. Nội gián ý là sao?
Phó sở trưởng vừa nói, tung tích của đặc công chỉ có người trong cục mới biết. Cái này đúng đó. Cho nên tôi nghĩ, cho dù là người của tổ chức hay là người nào khác, thì chắc chắn là do có nội gián làm. Nội gián. Không sai. Vậy cậu nói, những tên nội gián này là ai? Ai cũng đều có khả năng, bao gồm cả anh. Tôi. Vậy cậu vừa nói tất cả mọi người, có phải cũng bao gồm cậu, còn có cô nữa? Cung Lệ thì không đâu. Với cách cư xử của Cung Lệ, thì nếu cổ là nội gián thì e rằng đã bị phát hiện 100 lần rồi. Tuần này nhóm các anh hết bận chưa? Chưa. Phó cục trưởng Phan quản rất nghiêm, chuyện gì cũng phải đích thân hỏi qua. Chúng tôi mới làm được một nửa thì lại không cho làm. Nói cái gì tổ chức không phải kẻ ngốc. Một câu nói của trưởng quan thuộc hạ chạy trối chết, đúng là số khổ mà. Người anh em, nếu tôi lên làm trưởng quan rồi cũng dày dò bên dưới như vậy thôi. Điều này không thể nào. Bây giờ tổ chức đã tập trung sức lực vào vùng Đông Bắc. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tình báo và nhân sự, không có triển khai hành động ám sát gì đối với sở chỉ huy quân sự. Không phải chúng ta thì là ai? Ai dám nhúng bàn tay đen với phòng hành động? Có phải là do bang phái làm không? Phòng hành động của sở chỉ huy quân sự làm việc hống hách, đắc tội với không ít kẻ thù. Vào tháng trước, phó bang chủ của bang Lỗ Long đã bị bắt vì tranh kho bãi với phòng hành động ở bến tàu, chết không rõ, ở trong tù luôn rồi. Ban hội dám tranh với sở chỉ huy quân sự, đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Vào đi. Sở trưởng, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Chuyện gì? Tối thứ hai, một nhóm nhỏ của chúng ta đã bị tấn công. Toàn quân bị tiêu diệt. Bị tấn công? Do tổ chức làm sao? Có khả năng. Đều làm vết dao cứa trên cổ họng. Vết dao? Không sai. Một dao chí mạng là cao thủ dùng dao. Phát hiện hung khí chưa? Chưa. Xem ra tổ chức bây giờ bắt đầu thuê cao thủ võ lâm rồi. Alo, là tôi. Chắc chắn chứ. Tôi biết rồi. Làm trò gì không biết. Sao vậy? Tối hôm qua lại xảy ra án mạng nữa. Phó sở trưởng Phan, thám trưởng Trương, chuyện gì vậy? Hai người chết đều là đàn ông. Trên người có giấy chứng nhận là người của phòng hành động. Ngài xem, hai người đều bị dao cứa cổ. Có một chút kỳ dị, hiện trường chỉ có dấu chân của người bị hại, còn lại hung thủ không để lại vết tích. Hình như hung thủ có cánh, giết người trong không trung. Góc nước có gì đẹp đâu. Cái gì? Tặng cho anh nè.
Thử đi. Cho tôi. Tôi biết anh muốn nói gì. Đây là quan tâm lẫn nhau giữa đồng chí cách mạng đơn thuần thôi. Không có tình cảm cá nhân. Cô nói nhỏ thôi. Tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng. Đây là gì vậy? Không phải điện báo của tổ chức các anh đâu. Sao đều là tiếng Nhật? Tôi cũng không biết nữa. Tháng này đã là bước thứ ba rồi đó. Toàn bộ đều là mật ngữ. Hình như là công ty Nhật gì đó đang làm ăn buôn bán. Sau khi Nhật Bản đầu hàng thì các công ty của Nhật ở Trùng Khánh đều rút rồi. Đâu ra việc buôn bán gì? Có công ty chưa rút hết. Chuyển sang kinh doanh ngầm cũng bình thường mà. Là thương mại hay quân sự? Đều là mật ngữ. Người ngoài căn bản đọc không hiểu. Nói thật, anh ở cùng với tôi có phải là muốn chiếm tiện nghi của tôi không? Có một chút. Vậy có thể anh hết trò rồi sao? Tôi đường đường là quân nhân, không phải gái thanh lâu. Hàn tiểu thư, cô yên tâm. Tôi sẽ không vô sĩ giống sở trưởng Lưu Minh Diễn của cô đâu. Anh nói gì? Lưu Minh Diễn, vì tiền đồ của ổng, muốn cắt đứt quan hệ với cô. Nhưng tôi dám chắc chắn, ổng vẫn còn lưu luyến với cô. Vì cô xem đi, cái bữa chúng ta gặp ổng ở nhà hàng Tây, trong mắt của ổng, tôi rõ ràng cảm nhận được sự đố kỵ. Sao anh biết? Hàng tiểu thư, tôi là người buôn bán. Tôi quen rất nhiều người trong bộ phận của các cô. Dù ít dù nhiều, sẽ có chút tin tức chuyển đến tai tôi. Có vài chuyện là lời đồn, anh không cần phải tin. Thật ra, lời đồn chẳng qua chính là những chuyện có người dám nói, cũng có người dám tin. Nếu như Hàng tiểu thư không muốn cho tôi nhớ, vậy thì bây giờ tôi có thể lập tức quên hết những chuyện đó. Chỉ chẳng qua tôi cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta nên hiểu rõ một vài chuyện trong quá khứ của nhau, hoàn toàn không phải là chuyện xấu xa gì hết. Vốn dĩ chỉ là vợ ngầm của người ta thôi. Còn giả vờ trong sáng khiến người ta chán ghét. Hàng tiểu thư, thật ra hoàn toàn ngược lại. Tôi thực sự cảm thấy con người cô rất chân thành. Giống chuyện hôm nay, cô trả lại căn biệt thự mà Lưu Minh Diễn tặng cho cô để dọn ra ngoài. Chính điểm này khiến tôi có cái nhìn tốt về cô. Chẳng qua tôi cảm thấy trước đây cô chỉ là quá đơn giản, quá đơn thuần nên bị người ta lợi dụng. Khi lần đầu chúng ta gặp nhau trên sàn khiêu vũ, tôi cảm giác được tôi thật sự bị sự đơn thuần của cô làm cho tôi thấy rung động rồi. Chỉ là tôi thật sự ít khi gặp được cô. Từ giây phút đó, tôi rất muốn trở thành cơn gió có thể yêu thương và bảo vệ cô. Tôi muốn tạo cho cô một không gian để khi mỗi sáng thức dậy sau giấc mơ, người cô nhìn thấy chính là tôi. Vết thương cũ chưa lành lại, anh lại muốn đâm tôi một dao. Qua năm, tôi đã 26 tuổi rồi. Chơi không nổi nữa đâu. Chị Cung nói, tình yêu chân chính là vượt qua độ dài của cuộc đời, chiều rộng của trí tuệ và chiều sâu của tâm hồn.
anh có cho được không? Chị cung mà cô nói là ai vậy? Là đồng nghiệp đã từng ở nước ngoài của tôi. Đây, thẻ căn cước của tôi. Anh đưa tôi để làm gì? Trên đó có viết tôi chưa kết hôn. Chưa đến một tuần, chết 6 người. Vấn đề này nghiêm trọng rồi. Hắn ta muốn công khai khiêu khích chúng ta. Kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng. Không dễ xử lý. Không dễ xử lý cũng phải làm. Nói thử cách đi. Mục tiêu của kẻ địch rất rõ ràng, chính là phòng hành động chúng ta. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ của chúng ta chính là phải làm rõ người muốn đưa chúng ta vào chỗ chết đó là ai. Cuối cùng là ai dám xúc phạm người có quyền có thế. Chúng ta cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, người Nhật ở Trùng Khánh đều bị trục xuất về nước. Bây giờ xuất hiện điện văn như vậy khiến người ta khó hiểu. Có điện văn của tổ chức không? Có một vài cái đều đưa qua cho ngài xem rồi. Những ngôn luận của tổ chức sau cuộc thảm sát 121 về cuộc chiếm giữ toàn diện các cứ điểm chiến lược của quân đội Đông Bắc hiện nay đều là những thông tin không quan trọng, rất không quan trọng. Gần đây tổ chức cũng rất nhàn rỗi, chỉ thả vài quả bom khói. Có thể hội nghị hiệp thương chính trị được tổ chức tại Trùng Khánh thật sự không đánh rồi, hòa bình rồi. Hòa hay không, không phải chúng ta nói là được. Những chuyện này, cho dù là quân sự hay dân sự, nói tóm lại, chúng ta phải tìm ra các điện văn của Nhật Bản. Vậy bây giờ tôi đi phòng hành động, nói cho họ nghe về tình hình tình báo. Đợi đã. Việc gì cũng là chúng ta cung cấp thông tin tình báo trước cho phòng hành động, sau đó phòng hành động lại đến chỗ cục trưởng chiếm công đầu. Lần này, chúng ta sẽ đổi hình thức. Ý của ngài là phòng thông tin chúng ta sẽ đi tìm điện đài. Thích hợp không? Có thể dẫn đến mâu thuẫn không? Chuyện Đoạn Thiên Long lần trước, An Dĩ Phong và Phan Cửu Dương mất mặt trước cục trưởng, ta thừa thắng truy sát, khiến cho bọn họ không còn chỗ đứng trong sở chỉ huy quân sự. Có lý. Về chuyện này, cậu đi làm đi. Cậu có được kinh nghiệm đặc công ở Diên An. Người của phòng hành động nhiều, chúng ta người cũng không ít. Tôi cho cậu được cảnh vệ luôn, có đủ không? Dạ. Báo cáo trưởng phòng, tín hiệu đến từ phía tây nam. Nắm liệm đó đi. Dạ. Báo cáo trưởng phòng, theo hiển thị của máy móc, tín hiệu đến từ nơi này. Giám sát toàn diện căn nhà này, có bất cứ tình huống gì báo cáo với tôi. Dạ. Chị cô, em sao vậy? Gặp chuyện gì vui sao? Bây giờ em càng ngày càng cảm thấy những lời chị nói là đúng. Lời gì? Tất cả. Có phải em lại có chuyện gì mới không? Nói đi. Chuyện mới chính là bây giờ em sống rất thoải mái, vui vẻ. Tìm thấy niềm vui mới rồi sao? Không, có thể nói là quên vết thương cũ rồi. Là cái người sáng nay đưa em đi làm sao? Làm gì vậy? Ảnh là một tay buôn đồ cổ. Đừng nói về ảnh nữa, chị cung. Nói xem chị với trưởng phòng Mạnh thế nào rồi? Rất tốt. Hai người nắm tay chưa?
Có môi chưa? Em đoán xem. Chắc chắn có rồi. Hai người ở gần ký túc xá nhau như vậy mà. Hai người có tiến triển sâu hơn chưa? Không biết em đang nói cái gì nữa. Em đi hỏi ảnh đi. Em nhớ ra rồi. Cái bữa hai người ở tầng hầm lén la lén lút, đang bận sao? Trưởng phòng, Trung Quý Hàn, anh có ăn hiếp chị cung chúng tôi không vậy? Tôi ăn hiếp cổ. Anh không được ăn hiếp chị cung chúng tôi đó. Chị cung chúng tôi tốt nhất rồi. Sao tôi phải ăn hiếp cổ chứ? Chỉ có thể chị cung ăn hiếp anh thôi. Được được được, ăn hiếp tôi. Trung Quý Hàn, hôm nay cô sao vậy? Tôi vừa đến thì đã nhắm vào tôi rồi. Được rồi, không dọa anh sợ nữa. Tôi biết trưởng phòng của chúng ta là người tốt. Có đúng không chị cung? Đúng, ảnh là người tốt nhất rồi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Tối hôm nay tôi mời mọi người đi nhà hàng Tây Bách Lợi ăn bò bít tết của Đức, uống rượu giang Pháp. Nhà hàng Tây Bách Lợi mắc lắm. Đều là người mình hết. Không cần ăn mắc vậy đâu. Không sao, tôi đâu có tốn tiền. Có người mời mà. Alo, là tôi. Hỏi rõ chưa? Được, bây giờ tôi qua liền. Trưởng phòng, chúng tôi phát hiện anten để bắt sóng điện ở phía sau ngôi nhà. Còn nữa, chiều nay có một tên bán rau dứt một bình dây điện ở cửa sau căn nhà. Bắt được tên đó chưa? Bắt được rồi. Hắn ta nói gì? Đừng nhắc nữa. Hắn ta vừa câm vừa điếc, không nói gì hết. Dẫn tôi đi xem thử. Được. Tên họ là gì? Hỏi cậu đó. Trưởng phòng, chúng tôi thẩm tra qua rồi. Hắn bị câm không nói được gì hết. Vậy là các cậu không chuyên nghiệp rồi. Tôi nói các cậu nghe. Người câm người điếc thật sự, màu sắc lưỡi khác với người bình thường là màu tím. Nếu cậu không nói rõ thì tôi sẽ cắt lưỡi cậu xuống. Khốn kiếp. Vậy là mày không phải người câm điếc. Dẫn xuống. Dạ, đi. Các người khốn kiếp. Các người khốn kiếp. Trưởng phòng, lưỡi mấy người câm điếc thật sự màu tím sao? Cậu thử đi soi gương đi, đều giống nhau. Chỉ cần hắn ta khai ra là chúng ta đi bắt người. Dạ. Lục soát. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Bỏ súng xuống. Lục soát. Đã tra rõ thân phận rồi. Là tàn dư của cơ cấu gián điệp Nhật Bản. Cục trưởng, khi đó thời gian cấp bách nên tôi không kịp báo phòng hành động. Nhưng thông qua thực tế chứng minh, phòng thông tin chúng tôi có khả năng chiến đấu. Là phòng dịch điện bắt được, phòng cảnh vệ hỗ trợ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cục trưởng, chiều tôi sẽ gửi thông tin qua báo cáo cho ngài. Dạ, cục trưởng. Tạm biệt cục trưởng. Cục trưởng nghe điện thoại rất vui. Phòng thông tin là bộ phận kỹ thuật, không ngờ hiệu quả xử lý còn nhanh hơn phòng hành động. Triệu Dương, làm tốt lắm. Đều nhờ sở trưởng biết chỉ huy. Điện văn là do thiếu tá Cung giải mã. Đội cảnh vệ cũng hỗ trợ nhân lực, không phải công lao một mình tôi. Hiện trường là do cậu chỉ huy, điểm này ai cũng không thể thay thế được. Triều Dương, cậu đã tra kỹ văn kiện mà cậu thu giữ chưa? Đã xem một chút rồi.
Họ là tổ chức đặc vụ tàn dư của Nhật, đều là những kẻ liều lĩnh. Sau khi Nhật đầu hàng, họ không có dũng khí mổ bụng, cũng không có mặt mũi về nước, nên đành ở lại Trung Quốc, kiếm sống bằng cách mua bán vũ khí và giết người, dần dần trở thành lính đánh thuê và gián điệp thương mại. Có thông tin quan trọng gì không? Chiều tôi phải lên cục báo cáo rồi. Tôi sợ cục trưởng giao nhiệm vụ tiếp theo này cho phòng hành động. Sở trưởng yên tâm, điện báo quan trọng tôi đều chặn hết rồi, không giao cho phòng hành động đâu. Ngài từng nói, không thể để Phan Cửu Dương và An Dĩ Phong chiếm tiện nghi. Tốt, rất tốt. Dù sao là có thể làm gì một vài người Nhật thì làm. Cái nào không làm được thì giao cho phòng hành động. Để cho phòng hành động mất mặt chơi. Dạ hiểu. Bây giờ tay sở trưởng Lưu này càng ngày càng có bản lĩnh. Chuyện này lại không phải nằm trong phận sự của ổng, không nói rõ cho chúng ta để chúng ta khỏi khó xử. Hồi nãy cậu có nghe thấy cục trưởng nói gì không? Nghe rồi. Cả nhóm hành động, hiệu suất làm việc còn không bằng của phòng dịch điện. Không phải câu này, còn có một câu nữa. Phòng hành động cần có nhân tài như Cung Lệ và trưởng phòng Mạnh. Mạnh Triều Dương xuất thân từ phòng chúng ta. Nguồn gốc của cậu ta phải là ở phòng hành động chứ. Sở trưởng, tuy lần này Lưu Minh Diễn muốn làm chúng ta khó xử, nhưng tôi nghĩ vẫn phải cảm ơn ổng. Ít nhất ổng đã giúp chúng ta tìm ra kẻ địch là ai. Chính là gián điệp Nhật, đám sống không bằng chết đó. Nhưng có một điểm tôi cảm thấy kỳ lạ. Đám gián điệp Nhật đã trở thành gián điệp thương mại, không lợi ích thì không làm. Theo lý mà nói, sẽ không chọc ghẹo đến quan phủ. Hắn ta chủ động công kích sở chỉ huy quân sự chúng ta như vậy, không phải dẫn lửa thiêu thân sao? Nói ra cũng không kỳ lạ đâu. Nếu là gián điệp thương mại, nếu có người thuê, tiền bạc thúc giục, thì họ có gì mà không làm ra chứ? Cục trưởng kêu chúng ta mau chóng tìm ra tổ chức đặc vụ Nhật. Điều này đồng nghĩa với việc kêu chúng ta chùi đích cho phòng thông tin còn gì. Xem thử thông tin họ cung cấp cho chúng ta đi. Cái gì? Minami Hideo Masao Ozawa cung cấp những cái tên người chết này cho chúng ta xem có ích gì chứ? Lập miếu thờ sao? Lưu Minh Diễn không cung cấp người cho chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta còn không biết tự mình tìm sao? Có kế hoạch hành động rồi hả? Chí Hoa, cấp trên chính thức phê duyệt thỉnh cầu cho đồng chí Cung Lệ vào đảng rồi. Lão Chung, khi ở Diên An, tôi luôn có một ước muốn đè nén bấy lâu nay, nhưng vẫn muốn hỏi một chút. Có gì cần tổ chức phối hợp thì cậu cứ đề xuất. Chúng tôi có một đồng chí, tôi chỉ nghe danh mà không biết người này. Tôi luôn muốn gặp người ấy. Người nào? Hải Đông Thanh. Sao vào lúc này cậu lại đề xuất yêu cầu này chứ? Có lẽ là khi tôi làm công tác ngầm rồi thì có giác quan thứ 6. Tôi luôn cảm thấy đấu tranh ở Trùng Khánh càng ngày càng phức tạp, nên tổ chức phái anh ta đến Trùng Khánh. Làm khó ông rồi. Tôi biết bây giờ tôi không nên đề xuất bất cứ yêu cầu nào lên tổ chức. Nhưng chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Tôi sợ lỡ như tôi chết thì sẽ hối hận cả đời nếu tôi không hỏi. Tôi đi nha. Đợi đã. Chí Hoa, thực ra Hải Đông Thanh luôn ở bên cạnh cậu.
Tinh Tinh. Chị Hoa, em phải đi rồi. Anh đừng quá bi thương, đừng buồn. Tiếp tục kiên trì thì sự hy sinh của em mới có ý nghĩa. Tinh Tinh, nhưng em hứa với anh là chúng ta phải cùng sống tiếp mà. Sống đến ngày thắng lợi. Nghĩ về tiền trắng phi, hồ đi những người đã hy sinh, của chúng ta nên biết đủ. Chỉ qua, cho dù gặp tình huống gì, cũng phải kiên trì với tín ngưỡng của mình, đấu tranh cho cách mạng không tiếc xương máu. Anh hiểu, nhưng anh không nỡ để em đi. Mao Trạch Đông đã từng nói, con người rồi cũng phải chết, nhưng ý nghĩa cái chết khác nhau. Anh là đảng viên cũ rồi, sẽ hiểu hàm ý trong đó hơn em. Tinh Tinh, Tinh Tinh, đợi anh, đợi anh. Đây là thông tin tình báo vừa giải mã, anh xem đi. Lực lượng của quân khu Kiến Nhiệt Liêu do Tăng Khắc Lâm chỉ huy đã đến Đông Bắc rồi. Có giá trị không? Những thứ này là thông tin tình báo gần đây. Anh xem đi. Nè. Làm giả phải làm cho giống một chút. Tôi phải cải biên một chút. Chi tiết quan trọng phải hủy đi. Còn phải cải biên lại. Xong rồi mới chuyển vào kho lưu trữ. Vậy tôi làm như vậy có được tính là dựa vào anh không? Là dựa vào tổ chức. Anh là cấp trên của tôi, không trực tiếp lãnh đạo tổ chức của tôi sao? Cũng có thể nói như vậy. Để tôi làm. Cứ làm việc của anh đi. Gần đây thời tiết khô hanh, cô cũng phải uống nhiều nước vào. Tôi uống nhiều nước hơn anh đó. Tôi còn ăn trái cây mỗi ngày. Tôi ra ngoài một chút. Sao anh phải đi chứ? Có gì? Đừng nhúc nhích. Sao vậy? Có phải bị thương rồi không? Bị thương ở đâu? Chỗ nào? Chỗ nào cũng bị thương. Vậy anh đừng nhúc nhích. Hễ anh nhúc nhích thì càng đau hơn đó.
đầu hàng đi. Các người hết đường chạy rồi. Giữ lại nhân chứng sống. Thế nào? Ninja ở thung lũng Iga Nhật Bản không sợ súng sao? Dẫn đi. Tôi nói cậu có thể nhận tội rồi. Tôi cũng mệt rồi. Nếu cậu không nói thì tôi sẽ đánh tiếp. Các anh em cũng mệt. Cậu cũng đau. Hà cớ gì chứ? Mày đi chết đi. Sao người Nhật khoái bị đánh như vậy chứ? Dừng lại. Trông cũng đẹp đó chứ. Cô gái này là ai vậy? Báo cáo thủ lĩnh, Morishima đã bị bắt, điện đài nhóm Takeda bị phá hủy, chết 5 người. Phòng hành động sở chỉ huy quân sự này, hành động nhanh thật. Nhóm Takeda bị phòng thông tin của sở chỉ huy quân sự phát hiện. Phòng thông tin sao? Thông tin đáng tin cậy không? Kitazawa quá trang thành người bán rau đưa dây điện cho nhóm Takeda bị phòng thông tin bắt được là những người trong nhóm Shinin đã tận mắt chứng kiến. Người nào phụ trách hành động lần này? Tôi sẽ nhanh chóng tra rõ. Thông báo nhóm của chúng ta lập tức ngừng hành động. Đợi lệnh của tôi. Dạ. Tại sao? Tại sao người Nhật luôn có thể lén tập kích các cậu? Chả lẽ họ là nội gián? Cục trưởng, những tên samurai Nhật Bản này đã qua huấn luyện đặc biệt, đi bộ trên đường, rình mò ám sát. Lén tập kích hay gì đó là sở trường của họ. Sở trưởng, bất kể là nội gián Nhật Bản hay là nội gián của tổ chức, nội bộ của chúng ta không được sạch sẽ. Đặc biệt là phòng thông tin. Nội ứng của tổ chức đó còn chưa moi ra được. Sao cậu dám chắc chắn? Sao cậu dám chắc nội ứng của tổ chức này ở trong phòng thông tin? Nếu không phải phòng thông tin, vậy chuyện mật thư bị tiết lộ thì sao? Được rồi. Tôi thấy phòng các cậu cũng có trách nhiệm, cục trưởng. Tôi dám chắc chắn, phòng chúng tôi tuyệt đối không có tổ chức nằm vùng. Đừng chỉ luôn nhìn chằm chằm vào người khác, mà phải tra trước bản thân mình đi. Hãy subscribe.